Xin chào các bạn nhé, tôi xin chia sẻ cách gói bánh tày và bánh chưng để đón Tết Nguyên đán 2021. Bánh tày cũng được gói bằng gạo nếp, đồng bào vùng chúng tôi hay gói để đón Tết Nguyên đán. Còn nguyên liệu cũng chọn những lá dong lá to, lá dong rừng lá to và gạo nếp, nếu mà được gạo nếp nương hay càng tốt. Gạo nếp rửa sạch đi. Thịt lợn ba chỉ thái miếng to ướp gia vị.